hello xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tri thức quanh ta các bạn thân mến các bạn có đang là sinh viên trong những ngôi trường đại học cao đẳng hoặc đã từng rời khỏi nơi thân yêu này cách đây chưa lâu vậy nếu đã từng có khoảng thời gian tại đây thì điều gì làm các bạn nhớ nơi này nhất cá nhân tôi thì kỷ niệm khó quên nhất là những học phần chủ nghĩa mark lenin thậm chí không quá nếu nói là để lại một chút ám ảnh nhẹ nhẹ các bạn ạ. À. Tôi nhớ câu hỏi của đề thi học phần Mark Lenin 2 năm đó có một câu hỏi rất ngắn gọn thôi nhưng đa số chúng tôi đều bó tay chấm cơm hết. Và kết quả thì các bạn biết rồi, trứng ăn cả tháng không phải mua. <laughs> câu hỏi năm đó như sau: giá trị thặng dư là gì? Nghe thì có vẻ đơn giản phải không nào? Tôi đã phải tìm hiểu mãi một thời gian dài mới hiểu được chút chút thôi nhé. Hôm nay muốn chia sẻ chút ít, hy vọng mang lại cho các bạn thêm kiến thức bổ ích về khái niệm khô khan này. Hãy cùng bắt đầu nhé. Giá trị thẳng dư là một trong những khái niệm trung tâm của kinh tế chính trị Mark Lenin. Các Mark đã nghiên cứu và đưa ra một số công thức tính toán xung quanh khái niệm này trong các tác phẩm viết về kinh tế chính trị của ông đó là nguồn gốc ra đời học chủ nghĩa mark lenin thì có một số khái niệm rất quan trọng là phép biện chứng duy vật lịch sử phải không nào tuy nhiên giá trị thẳng dư là một phát minh quan trọng rất quan trọng và chỉ xếp thứ hai sau phát minh về phép biện chứng duy vật lịch sử đó mà thôi các bạn có biết mục đích ra đời của khái niệm này là gì không đó chính là để khẳng định lao động thặng dư của công nhân bị các nhà tư bản lấy đi là nền tảng cho sự tích lũy tư bản. Nội dung chính yếu của học thuyết phát biểu rằng sản xuất và chiếm hữu giá trị thặng dư là hình thức đặc biệt trong chủ nghĩa tư bản về sản xuất và chiếm hữu sản phẩm thặng dư. Nghĩa là hình thức cao nhất của sự tha hóa con người đối với hoạt động của mình, đối với sản phẩm từ hoạt động đó, đối với chính mình, đối với người khác. Đó là một chút lý thuyết nhé. Bây giờ mới là câu hỏi chủ đề đây, giá trị thẳng dư là gì? Đầu tiên, để minh họa cho học thuyết giá trị thẳng dư, thì các bác đã đưa ra một công thức là THT phẩy. Ba ký hiệu này đại diện cho tiền, hàng hóa và tiền nhé các bạn nhìn ký hiệu này các bạn có thấy quen thuộc không rất quen phải không nào đầu tiên tiền sẽ được mang đi mua hàng hóa người bán hàng xuất hàng và nhận về số tiền gọi là t vậy tại sao lại là t vì số tiền ban đầu ký hiệu là t nếu sau khi bán mà tiền thu về vẫn là t thì dĩ nhiên đó chỉ là một cuộc trao đổi chứ không phải buôn bán đúng không các bạn mà buôn bán thì cái gì là quan trọng nào dĩ nhiên là lãi rồi, phải không? Vậy thì suy ra T phẩy chính là T cộng với tiền lãi, trong đó T chính là tiền vốn ban đầu nhé. Các bạn hiểu chỗ này không đấy? Cũng dễ mà. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ phân tích sâu hơn một chút nhé. Giả dụ như các bạn là người làm ra một món hàng nào đó cho một công ty, mà công ty đó lại bán mỗi món với giá 5.000 đồng mà tiền vốn để lấy nguyên liệu về làm là 4.000 đồng và tiền lãi là 1.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Tiền lãi này công ty thu và trả tiền công cho các bạn là 500 đồng. Họ sẽ giữ lại 500 đồng. Cứ diễn biến như vậy, trong khi các bạn làm càng nhiều hàng thì lượng nguyên vật liệu tiêu tốn sẽ tăng lên, đồng nghĩa tiền công cũng nhiều hơn và cốt yếu là công ty đó sẽ thu về số tiền lớn hơn. Câu hỏi của chúng ta đã dần dần được hé mở rồi các bạn nha. Bây giờ theo như ví dụ trên thì ai là người đem đến số tiền lãi cho công ty? Dĩ nhiên là các bạn rồi phải không nào? Hay nói cách khác, các bạn lao động đồng thời vừa đem tiền về nuôi sống bản thân, nhưng sức lao động đó cũng mang đến tiền lời cho các công ty mà các bạn làm đó. Cái sức lao động mà bỏ ra để xin lời đó gọi là giá trị thặng dư nhé các bạn rồi đến đây thì chúng ta có thể kết luận rằng giá trị thẳng dư là phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và số tiền nhà đầu tư bỏ ra trong quá trình kinh doanh nhà đầu tư bỏ ra dưới hình thức tư liệu sản xuất được mát gọi là tư bản bất biến và bỏ ra để thuê mướn lao động được gọi là tư bản khả biến. Tuy nhiên, người lao động đưa vào hàng hóa một lượng giá trị lớn hơn số tư bản khả biến mà nhà tư bản trả cho người lao động. Phần dư ra đó gọi là giá trị thặng dư. Được chưa các bạn? Đến đây thì cũng đừng ai thắc mắc là vì sao khi mình đi làm cho một công ty doanh nghiệp nào mà mình siêng năng và làm năng suất thì thường hay được thưởng rất hậu, đừng ấy né nhé cứ nhận đi vì không bao giờ người làm chủ họ lại chịu thiệt thòi dễ vậy đâu. Số công sức bạn bỏ ra chắc chắn đã tạo ra giá trị thẳng dư lớn hơn nhiều so với số bạn được thưởng đó. Vậy nếu nói theo định nghĩa trên, những yếu tố nào có thể tác động đến việc sản xuất ra giá trị thẳng dư đây? Có 6 nhân tố tác động đến nó nhé. 1. Năng suất lao động 2. Thời gian lao động 3. Cường độ lao động 4. Công nghệ sản xuất, 5. Thiết bị máy móc, 6. Và vốn nữa nhé. Xét thuần túy trong lĩnh vực kinh tế, công thức trên cho chúng ta thấy bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có tiền được đưa vào trong quá trình sản xuất và kinh doanh trực tiếp hay gián tiếp như thông qua đầu tư chứng khoán, thậm chí gửi ngân hàng sẽ sinh lời. Đồng tiền chi trở thành công cụ sinh lời nếu đầu tư vào sản xuất hay kinh doanh. Mỗi cá nhân các bạn đều có thể trở thành nhà tư bản nếu biết sử dụng hợp lý tiền của mình trong đầu tư kinh doanh. Nếu chỉ để tích lũy thuần túy thì đó là đồng tiền chết, không những không có lợi cho cá nhân mà còn không có lợi cho những người đang cần vốn để sản xuất nữa nhé. Đôi khi cần có sự đột phá một chút đúng không các bạn? Chúc các bạn trong tương lai sẽ trở thành những nhà kinh doanh tài ba video hôm nay của mình đến đây cũng xin khép lại rồi nhớ cùng mình đồng hành mỗi ngày để khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị nhé xin chào